À, vâng, em xin chào quý vị. Vâng, hôm nay em tiếp tục về được một cái con Yamaha nhé. Con này là con âm ly, đấy. Một con âm ly đài, con Reserve, Reserve. Đấy. FM108 quý vị nhé, FM108. Đấy. Hàng xuất Mỹ, điện 120V. Này. Hàng về thì là còn đẹp luôn, rất đẹp. Điện 120V này. Đúng chưa? 340W nhé. Đấy. Và công suất cực đại của công suất tiêu thụ nó là 1510 VA này, tức là 510V 5A gì đấy đây. Đấy. Đấy. Một con âm ly rất là khủng của Yamaha. Âm ly đây quý vị về nhá. Mình nhìn thấy mạch miết còn rất là đẹp. Đấy. Đẹp long lanh luôn. Đấy. Nha. Tụ tiết còn nguyên si bụi rồi này. Đấy. Tụ tiết tăng phô còn nguyên si bụi nha, em chưa thèm phủi bụi gì cả. Này. Đấy. Đấy nhá. Con này điện điếc vẫn lên bình thường. Đấy. Đấy. Đấy, điện lên và đèn đó vẫn còn đủ hết nhá. Đấy. Đấy. Được chưa? Ok chưa? Đấy. Thì cái con này nó về thì như quý vị thấy nó vẫn lên điện bình thường nhá. Đấy, nhưng mà em thử thì nó đang không lên tiếng. Đấy. Thì em này nó thật em cũng không phải là thợ thuyền gì, em cũng không rõ là tại sao nó mất tiếng nữa. Nên thôi em bán con này bán thanh lý nhá. Nhưng con này thì em nhớ lần trước là con này là em đã từng về một con lâu lâu rồi, bên em từng về một con. Cái con này là con CR840 của Yamaha, con này cực hiếm, đấy, cực hiếm luôn. Đấy, cực kỳ hiếm, đấy. Rất ít về, 2 3 năm nó lại về được một con, nhưng mà con này hơi đáng tiếc một tí thì là tình trạng như vậy nhá. Thì con lần trước bên em bán nó đâu khoảng tầm gần 10 triệu gì đấy. Có gần 10 triệu đấy, con CR840 này. 340W chạy 4 chạy hai cầu tiếng này, A B 3 cộng B nhá. Đấy. Đấy, vâng. Đấy, thì con này bây giờ nó về thì đấy thì cũng chả biết là nó như nào mà nó không lên tiếng nữa thì thôi em bán thanh lý nhá, bán thanh lý con này là đi em bán lỗ luôn nửa thôi nhá. Đấy. Thì là đi 3 triệu rưỡi. Đấy, quý vị về lấy linh kiện hoặc là bác thợ nào biết về các cái này thì các bác về mày mò kiểm tra xem nó bị cái gì các bác sửa mà bán nhé. Đấy, hoặc là bác nào có những cái bác nào là mà có những các bác thợ quen hay mà muốn lấy những con này về bán mua cho nó rẻ thì có thể là lấy những con này về để chúng ta tự mang ra thợ nhờ các bác đấy kiểm tra cho nhé. Này. Yamaha CR840 âm đi Reserve nhé. FM108 luôn đấy. Dòng này FM108 rất ít về nhá. Đấy, hầu như là gì hàng Nhật nó sẽ là FM190 đúng không? Nên con này là hàng xuất Mỹ nên nó sẽ ra 108 đấy. Bắt được hết đài của Việt Nam luôn nhưng mà hiện tại nó không lên tiếng, em chịu không biết làm gì với con nó cả. Đấy nhá, thì là giá vâng 3 triệu 8 đấy, con này gần gần 10 triệu em bán lỗ một nửa luôn nhé. Không phải lỗ một nửa, lỗ quá nửa luôn rồi. Được có 3 triệu 8 thôi. Bác nào có nhu cầu mua liên hệ cho bên em nhá. Vâng. Thế con này thì đây. Vỏ viết còn đẹp luôn. Đấy. Con này hàng em lấy hàng đẹp luôn đấy. Đấy. Nhưng mà thôi nó như thế rồi thì em thôi đành phải ấy vậy. Đấy. Yamaha CR840 nhá. Vâng. Giá của nó vâng 3 triệu 8 thanh lý cho các bác về tự mày mò nhá. Vâng, em xin chào mọi người. Xin gặp lại quý vị ở trong những video tiếp theo của bên em. Vâng.